Hello hello mọi người ơi, bữa nay mọi người có hẹn với Mi đi vòng quanh khu chợ để khám phá ẩm thực Hàn Quốc nha. Bảo đảm xem xong video này mọi người sẽ có một cặp mắt thật no và một cái bụng cồn cào. Đừng bỏ sót giây phút nào trong video này nếu bạn không muốn hối hận nha. Ok, ăn thôi. Hello mọi người, bữa nay hai vợ chồng mình sẽ dẫn mọi người đi tê trên. Cái chỗ này là ngày trước là mình đi cách đây được một năm hơn rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay lại coi là nó có thay đổi gì không. Với lại ở đó nó có chợ, cho nên là mình tiếp tục với cái series là đầu đường xóa chợ nha mọi người. Ok mọi người, theo chân hai vợ chồng mình nha. Mình có 30.000 won, hôm nay ăn gì với 30.000 won trong chợ đê trên nha mọi người. Mọi người theo chân mình nha. Mình sẽ ghé ăn kim bạc 2.000 won cho cuộn này. Đói lắm rồi cho nên là mình phải làm liền một miếng cơm trộn, mà cơm cuộn. Nhưng mà mình không có thích ăn cái củ cải vàng, xong rồi mình sẽ lấy cái củ cải vàng ra. Rẻ tại không có thịt mọi người. Ăn đỡ đói thôi chứ mình thấy nó không ngon. Người ta đổ cái bột vô cái khuôn. Xong rồi đây là kem. Kem để làm nhân đó mọi người. Cái này mình đã mua 2.000 won bằng giá với cuộn cơm hồi nãy. Nhưng mà nó chỉ là một con bánh thôi, là bánh này là bánh phô mai á. Phần rìa nó hơi cứng nhưng mà bên trong ngon mọi người, kiểu mình rất là thích phô mai cho nên là mấy cái món mà có phô mai là mình rất là ghiền. Phần ngoài rìa nó cảm giác giống như hơi chai chai vậy á, nhưng mà nhân thì rất là ngon, mình thích ăn cái nhân. Rộp. Có một điều là lúc mà mình ở Việt Nam thì mình không có hay đi chợ đâu. Nhưng mà đi mà qua tới Hàn Quốc ở nhà là mình rất là thích đi chợ. Ở trên kênh TikTok của mình đã làm cái series đi chợ chắc cũng phải là 4-5 tập rồi đó. Mà tập nào mình cũng rất là nhiệt huyết. Mặc dù mỗi lần mà mình đi chợ đó là chỉ có kiểu mấy ông bà cụ thôi. Với mình là cảm giác như là mình là nhỏ nhất trong khu chợ này đó. Rồi mình đi ai cũng nhìn mình hết trơn. Tại vì thứ nhất là mình là người nước ngoài nè, thứ hai nữa là mình nhỏ. Mọi người thường là người nhỏ người ta sẽ không có đi chợ đâu. Giới trẻ Hàn Quốc thì mọi người hay đi downtown nhiều, đi kiểu phố đi bộ nhiều hơn là đi chợ. Nhưng mà mình thì thích đi chợ tại vì nó có nhiều đồ ăn lắm. Là hay là khi mà người ta bán cá, mặc dù là đồ này là cá tươi cũng có mà cá khô cũng có, mà bán đồ tươi thì sẽ không có, cũng không có bị chảy nước ra. Wow, đây là cháo. Mình không thích ăn cháo. Thật ra ở trong chợ thì nó cũng có vài món bán đi bán lại thôi, nó không có nhiều quá mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người sẽ thích cảnh mình đi chợ đúng không? Mấy cô cũng bán rau giống như bên Việt Nam mình vậy đó, nhưng mà không có rau Việt Nam. Kuksu is so. I want to try kuksu. Tụi mình tiếp tục ăn món dồi heo. Mình sẽ lựa quán nào có. Đây là món lòng dồi. Sẽ có đầy đủ tim gan phèo phổi luôn. Mình rất là thích ăn mấy cái món này ở trong chợ hơn là ở trong quán luôn á. Có lỗ tai heo nữa kìa. Phải vậy không? Sao chẳng nhìn ý có ở mày á? Thế mà luôn nhá. Tụi mình sẽ đến quán dồi. Dĩa dồi này mình mua với giá là man won là
gần 200.000 tiền Việt tầm 180.000 á. Trong đây thì nó có đầy đủ gan, tim, phèo, phổi với dồi luôn. Tự nhiên thèm tô cháo lòng quá mọi người ơi. Trời ơi, mở miệng quá. Ăn một hồi rồi mới biết là thiếu cái gì. Thiếu cái nước sốt tteokbokki để chấm á mọi người. Mình hay nói là kiểu nước sốt thần thánh, nhưng mà nó thần thánh thiệt. Tại vì bây giờ thiếu nó cảm thấy rất là... Cái dĩa này mà được 10 điểm thì nếu mà thiếu nó thì chắc được 7 điểm rưỡi à. Dĩa này thì cũng có thịt. Ở đây mình có thể chấm với lại cái kiểu cái mắm tép bên Hàn Quốc á. Hơi mặn. Ở đây á có nhiều cô bán lắm. Mình mà qua quầy cô nào là cô kế bên liếc. Ăn mà cảm thấy sợ luôn. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tới một cái nơi rất là hay. Mình nghĩ là ai cũng sẽ thích. Đây là một cái tiệm bánh rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc luôn. Thì Tổng thống Moon Jae-in đã ghé tới cái tiệm bánh này. Trên đường đi mình đã gặp cái này. Mọi người còn nhớ không? Trò chơi con đã làm điên đảo giới trẻ một thời. Nhưng mà mình thấy rất vui nha. Thật ra cái này là có từ lâu rồi, sau đó lên phim thì nó lại nổi hơn. Ai, đây là mọi người ơi. Nhưng mà xếp hàng rất là khủng khiếp. Mọi người thấy mình đi một cái đường dài mà chân không không? Chồng mình đã đứng xếp hàng, còn mình thì ra tiệm bánh bên cạnh. Tiệm bánh bên cạnh thì cũng là của Sung Sim Tan luôn, nhưng mà nó là một cái thể loại bánh khác. Kiểu bánh truyền thống á mọi người. Bánh truyền thống mà có nhân kiểu mochi á. Nhưng mà mình thì không biết ăn, tại vì nhân đó là nhân đậu đỏ. Hồi đó ở đây là đồ trưng bày luôn, nhưng mà bây giờ người ta đã dọn thành cái ghế rồi, chắc là không có đủ chỗ ngồi á. Mình thích ăn bánh này nè. 1.200 một cái. Ok, mình sẽ tính tiền. Anh nhân. Tới phiên tôi cái bị chặn lại. U là trời. Wow, đã chưa? Thích quá mọi người ơi. Mình đang đứng tại cái tiệm bánh Sung Sim Tan mà mình đã nói với mọi người đó. Mọi người thấy không? Không khí rất là náo nhiệt. Mà người ra người vô tấp nập luôn. Coi như là không ngừng. Nhân viên thì chăm bánh liên tục. Đằng sau mình là mọi người thấy một cái dãy bánh rất là dài, hai dãy. Và rất là nhiều thể loại bánh luôn nha. Wow. Bánh mới ở đây họ phiêu liên tục luôn á. Nãy giờ mình ra là mình thấy nhiều khi nhân viên cũng đông ngang ngửa khách đó mọi người. Thì như vậy mới phục vụ được á. Bên đây là tủ đông lạnh có bánh mì nữa. Bánh này là bánh kem á, có kem ở bên trong mọi người thấy không? Đó, rất là nổi tiếng nha. Phần này là bánh mì nước ngoài nè, bánh mì giống của Việt Nam nhưng mà không bao giờ bằng Việt Nam hết. Đây là bánh xoài nha, mình đã ăn rồi, cảm thấy nó không ngon. Mùi bánh thơm phức. 15번으로 와주세요. đây, chồng mình đã mua được. Mặc dù rất là đông nhưng mà mọi thứ diễn ra nhanh, tại vì ở đây ai cũng làm nhanh hết. Cái đống bánh này 13.600 won là một cái tiệm bánh thứ hai. Dễ thương quá mọi người. Vậy là hôm nay mình đã thu hoạch được một đống bánh ở chỗ Sung Sim Tan, với lại ở đây thì mình có một cái bánh này. Một bánh này giống như kiểu bánh bông lan mọi người, nhưng mà mình nghĩ nó rất là ngon, kiểu nó làm từ sữa. Còn đây là mình sẽ lấy một hộp sữa dê. Mình rất là háo hức để uống cái món này nha. Bây giờ mình sẽ tính tiền, sau đó ra là mình uống liền. Lấy thêm một cái bánh này nữa. Sẽ lấy cái phần khác đi cho nó ngon.
thần. Đây, cái vịt bánh mà nãy mình mua thì mình sẽ uống thử cái sữa dê nha mọi người. Người ta nói là gì, đừng hy vọng quá để rồi thất vọng đó, mình cũng đang sợ. Ủa. Có cái mùi đặc trưng của sữa. Có cái độ béo hơi chát chát. À, có cái mùi nồng của sữa, mình rất là thích. Đó, chồng tôi cứ mỗi lần mà đi vô trong tiệm sách là tha về một quyển, cứ tha về một quyển gì đó. Riết rồi cái tủ sách của tôi nó muốn sập luôn. Thì mình sẽ ăn cái bánh mà hồi nãy ha. Đáng lẽ ra là hồi nãy tôi ăn rồi đó, mà tôi không có bấm quay. Xong bây giờ tôi giả bộ tôi ăn lại cho mọi người xem. Nè, nãy là ăn rồi đó, tức ghê luôn. Thì ở bên trong á là nó có cái đậu, không biết là đậu gì nữa, nhưng mà thật ra là nếu mà thay bằng cục phô mai chắc coi bột cũng ổn á. Nó có vị giống như là bánh bông lan Đài Loan gì á, nó mềm, nó tan ở trong miệng luôn. Hơi mùi bơ, hơi ngọt xíu. Nhưng mà nếu như giống như nãy mình nói đó, cái cục đậu đó nó không liên quan cho lắm. Mình sẽ uống miếng sữa. Trời ơi, hồi nãy tôi không có bấm quay, trời ơi là trời, thật là khủng khiếp. Rất là thơm. Giờ mình sẽ ngồi đây mình chờ cho chồng mình đọc sách. Đọc rồi ổng mua nữa. Đọc sách, mua sách rồi mình nghỉ ngơi xíu rồi mình đi tiếp. Ok, tụi mình sẽ ghé vô đây ăn một tô mì. Ở đây người ta có bán chả cá nè, trứng gà. Cô đang múc mì. Đây, tô mì không có thịt thà gì hết, chỉ có mì, nước mì với cái gì ta? Trong biển mình ăn cùng với kim chi kế bên. Ok, mời mọi người nha. Ăn thử nha. Nước mì nó lạt lắm mọi người. Cộng mì thì nó mềm nhưng mà kiểu nó không có gì có mùi trong biển mà. Nhưng mà ăn rất là thâm đạm. Bù lại á, kim chi rất là ngon. Nó chua vừa phải, nó mặn mà vừa phải. Ở đây không có muỗng mọi người ơi. Mà mình thấy á, người ta kế bên người ta cũng bưng, người ta hút không mà. Mình thấy cũng vui mà ha. Cậu ba một con. Chồng mình xếp hàng để mua bánh thu tóc. Bánh, mọi người thấy á, người ta có cái máy nặng sẵn á, rất là đều ha. Họ đỡ có công người ngồi nặng nữa. Xong mà chú sẽ lấy cái cây ra đó, chú đè cho nó dịp xuống. Chồng tôi đang đứng đợi mua bánh cho tôi. Đây. Nóng quá mọi người ơi, nóng lắm luôn á. Ở trong đó là đường. Ở ngoài cái lớp ở ngoài chú nhào bột á, cái bột nó rất là dẻo luôn á. Mình rất là thích ăn mấy cái đồ mà như nếp rồi mấy cái đồ dẻo dẻo đó, cho nên là mình rất là nghiện nè mọi người thấy không. Nó rất là cái độ mềm á, độ mềm độ dẻo. Mình nghĩ là mình còn không thích ăn cái nhân, cái nhân ở trong thì nó ngọt, mình không có thích ăn cái nhân ngọt. À.
không có hề có miếng dầu nào luôn. Mình nghĩ là đây là cái bánh hot dog ngon nhất mà mình từng ăn á. Nào oppa, mình sẽ ghé quán đồ chiên. Chị ơi, cái này mình lấy mấy miếng được chị? Mình lấy mấy miếng. Dạ. Đã quá. À, miếng mực mình có đem theo chai tương ớt để chấm mọi người. Giòn lắm. Đây là miếng khoai lang. Nó bé nó bùi, nó gần gụm luôn. Ngon nha. Bình thường á, đồ chiên á, mình thấy tiệm này nó cũng giống tiệm nào hết. Nhưng mà tiệm này à, tiệm này là của mấy chị người Việt. Mình thấy là mực với tôm khá là tươi, ăn có độ giòn, nó không có bị bở. Một like. Uống miếng nước cho nó trôi. Đặc biệt là mấy chị rất là niềm nở nha. Mặc dù bán đông nhưng mà rất là niềm nở. Tính ra là đi về rồi đó, nhưng mà tự nhiên đi ngang qua thấy bánh pizza, hồi nãy mình không kịp ăn, cho nên là mình phải làm thêm một cái nữa. Cái này kiểu nó có mùi tương cà nhiều lắm. Nhưng mà so với cái hồi nãy á thì nó vẫn giòn hơn rất là nhiều. Nó không còn bị chai nữa. Ở trong có bắp, có phô mai, có tương cà, có mùi kiểu pizza đúng luôn á mọi người. Nhưng mà không có thịt nha. Trời, về tới nhà là sụp nguồn luôn, không có làm gì nổi hết trơn á. Bánh trái gì cũng phải đợi qua tới ngày mai ăn. Cảm ơn mọi người đã đi chung với mình trong suốt từ hôm qua tới giờ. Clip cũng đã dài mà mọi người cũng đã no. Bye bye mọi người nghe. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.